Xin chào các bác đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Cyclotrek, dòng xe đạp thương hiệu của Đức và được đặt trụ sở sản xuất chính tại Đài Loan. Xe là được sử dụng cụ chuyển động Atus, một thằng đĩa đạp. Xe có 9 tốc độ khác nhau, bánh bánh là 700cc. Thì hôm nay em về một chiếc tông màu đen, những cái đường phối màu rất là đẹp. Những cái đường phối màu các bạn nhìn rất là tỉ mỉ. Đấy, thêu hoa văn ở bên trong phối màu luôn. Đấy, cực kỳ là tỉ mỉ với cái nước sơn này. Đấy. Và logo của xe thì được dập lỗi mờ. Lỗi mờ với cái này thì cũng có tên thương hiệu được sử dụng theo một cách phối màu rất là đẹp đây. Có tem made in Taiwan. Form dáng kiểu dáng rất là đẹp các bác nhá. Những cái chi tiết phối màu này nó rất là tỉ mỉ, nó tạo cái cảm giác như là lễ hội gì đó. Thì cái mùa hè thì các bác hay có cái phong trào đạp xe thì sử dụng cái chiếc này, nó có cái màu sắc này rất là đẹp. Bánh 700cc và toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên chiếc nguyên bản chính hãng hết các bác nhé. Máy ưa cookie, máy ưa này được sử dụng nó là bi vòng bạc đạn. Bộ đề chuyển động là Shimano Atus đời cũng rất là mới với 9 tầng lít. Trên này có thể có một đĩa đạp. Cho xe có 9 tốc độ. Với chiếc Touring hay là địa hình thì càng ngày họ càng tối giản cái phần đĩa trên này. Chỉ còn một đĩa đạp. Các bác đi trong phố thì cũng chỉ cần một đĩa to này thôi là đã rất là đủ rồi. Và đi đến phần ghi đông thì chiếc xe cũng được trang bị bên này là tay bấm xả Atus, phanh cơ của Techo. Đây nó có một cái chỗ để các bác sau này có thể nâng cấp được cái loại phanh V hoặc là phanh đa mảnh các nhé. Đây là được sử dụng một bộ phanh đĩa rồi. Đĩa cơ. Máy ưa trước sau toàn bộ là đi vòng bạc đạn hết. Mình sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44cm, 45cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 48cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m63-64 thì là phù hợp. Atus 9 tầng lít. Các bác nhìn trên hình chuyển động rất là mượt mà. Tổng thể xe thì các bác có thể nhìn cũng tương đối là mới, từ lớp sơn rồi đến bộ chuyển động xích lít. Thứ là cũng rất là mới nên là có bộ chuyển động xe này còn rất là ok, cực kỳ là mượt. Thì chiếc xe đang được bán cho em giá là 6.800.000. Rất là tốt. 6.800.000 bao ship toàn quốc. Tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì nên để số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những xe khác của kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.